điều tra hành vi các khách mời trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng. Kêu gọi fan chính nghĩa biểu tình tại khu du lịch Đại Nam, TikToker bị mời làm việc. Giá hạt điều giảm mạnh, xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc lại gặp khó. Phân bón giả tràn lan tại Sóc Trăng và An Giang. Nông dân Mộc Châu thu cả tỷ đồng từ mận hậu trái vụ. Úc cam kết viện trợ 13,7 triệu liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đồng Nai giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng. Xin kính chào quý vị. Hằng Lâm mời quý vị tiếp tục cập nhật tin Việt Nam tối ngày 27 tháng 3 của Khoe Tự Nhiên. Mở đầu là thông tin đang thu hút sự chú ý của nhiều người trong vài ngày trở lại đây liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, khách mời cùng trợ lý bị điều tra hành vi. Hôm nay ngày 27 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra làm rõ hành vi của các khách mời, trợ lý trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận Nhất, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo đó, trong các buổi livestream của bà Hằng, đa số đều có nhiều cá nhân tham gia, trong đó có cả luật sư. Những khách mời, trợ lý này được cho là có những phát ngôn đóng vai trò trợ giúp bà Hằng trong việc đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Hiện cảnh sát đang xác minh từng cá nhân, nếu có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Vào trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi công an nhận được đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh với nội dung bà này sử dụng mạng xã hội với nhiều lần tổ chức livestream, thực hiện hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do xâm phạm lợi ích của các cá nhân. Sáng nay ngày 27 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay hiện sức khỏe của bà Hằng đã ổn định, đồng thời cũng hợp tác với cơ quan điều tra. Thời điểm mới bị bắt tạm giam, bà này có biểu hiện sốc và phản ứng cự cãi không chịu hợp tác. Kêu gọi fan chính nghĩa biểu tình tại khu du lịch Đại Nam, TikToker bị mời làm việc. Tại một diễn biến liên quan, ngày 26 tháng 3, Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cảnh sát tỉnh Bình Dương triệu tập một nam thanh niên 32 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương, lên làm việc do có hành vi kêu gọi fan chính nghĩa tụ tập biểu tình tại khu du lịch Đại Nam. Trước đó, người này có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok, đăng tải video có nội dung kêu gọi biểu tình tại khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương vào hôm nay ngày 27 tháng 3. Tại buổi làm việc, nam thanh niên này đã thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, mục đích đăng tải nhằm để câu view, tạo tương tác cho tài khoản của mình. Hiện video kêu gọi biểu tình này đã bị gỡ bỏ, nam thanh niên cũng cam kết không tái phạm. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý về giá cả thị trường. Giá hạt điều giảm mạnh từ 5.000 đến 7.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh miền Đông như Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, khoảng một tháng trước khi bắt đầu vào vụ thu hoạch, hạt điều tươi có giá trung bình từ 27 đến 28.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn khoảng 20.000 đồng 1 kg và thậm chí nhiều nơi ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, giá của mặt hàng này chỉ còn từ 18 đến 19.000 đồng 1 kg. Theo nhiều thương lái thu gom hạt điều ở Bình Phước, năm nay giá điều tươi đầu mùa thấp hơn mọi năm. Vào những ngày cuối tháng 3, giá của hạt điều tươi giảm mạnh, có ngày giảm từ 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg. Về lý do, các doanh nghiệp chế biến xuất cảng giải thích việc xuất khẩu từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng cùng với lượng tồn kho cao. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển lên cao do giao tranh giữa Nga và Ukraine khiến cho nhiều doanh nghiệp chưa dám mạnh tay thu mua sản xuất. Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc lại gặp khó. Liên quan đến hàng hóa xuất sang Trung Quốc, mới đây các doanh nghiệp Việt Nam phản ánh gặp một số vướng mắc như chưa được cấp tài khoản truy cập khi xử lý hồ sơ trên hệ thống, đã thao tác đúng nhưng một số trường hợp không hiển thị do hệ thống hải quan Trung Quốc chưa hiển thị mã. Còn Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam cho hay, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp thủy sản gặp phải những vướng mắc khi đăng ký mã số hàng hóa sang Trung Quốc, khiến cho hoạt động giao thương gặp khó khăn. Phía Trung Quốc đổ lỗi cho Việt Nam chậm trễ để ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp làm đi làm lại nhiều lần, nhưng ngôn ngữ, hệ thống đăng ký của Trung Quốc khác biệt và phức tạp hơn. Tính đến giữa tháng 3, có 1.853 doanh nghiệp được cấp mã từ phía hải quan Trung Quốc để xuất khẩu nông sản và thực phẩm. Liên quan đến nông nghiệp, phân bón giả tràn lan tại Sóc Trăng và An Giang. Tại tỉnh Sóc Trăng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực phẩm cho biết, khi kiểm tra nhiều cửa hàng bán phân bón, đã ghi nhận nhiều lô NPK cao cấp, kali silic 61%, phân bón cao cấp 19-320-TE và phân bón hỗn hợp NPK BDH2 giả đồng thời kém chất lượng. Cụ thể, các hàm lượng chính của những lô phân này thấp hơn rất nhiều so với quy định.
Chủ nhân của những lô phân bón kém chất lượng này là doanh nghiệp ở Long An và hai doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự tại An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chuyển hai vụ kinh doanh phân bón giả sang Công an tỉnh để điều tra theo quy định. Vụ thứ nhất là lô phân bón giả gồm có 150 bao, mỗi bao 50kg NPK 16168TE của một doanh nghiệp có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Vụ thứ hai là 281 bao phân bón giả gồm có 167 bao NPK 16168TE và 114 bao kali silic 61% phát hiện tại một cơ sở ở huyện Tịnh Biên cũng do một doanh nghiệp tại Long An sản xuất. Một người dân ở xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cho biết sản xuất lúa gần 4 tháng mới có kết quả. Phân bón tăng giá khiến cho nông dân lao đao, giờ thêm phân giả, kém chất lượng làm cho người nông dân lại càng khốn đốn hơn. Mời quý vị đến với một thông tin tích cực từ tỉnh Sơn La, nông dân Mộc Châu thu cả tỷ đồng từ mận hậu trái vụ. Tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hàng năm từ cuối tháng 1 đến tháng 3 dương lịch là mùa thu hoạch của mận hậu trái vụ hay còn gọi là mận sớm. Mận sớm thường không có mẫu mã đẹp và ngọt như mận chính vụ mà có vị chua và hơi chát nhẹ, tuy nhiên sẽ giòn hơn dù quả đã chín. Một chủ của 4 vườn mận tại thung lũng mận Nà Ca, nông trường Mộc Châu cho biết mận được hái vào buổi sáng khi còn nguyên phấn quả sẽ đẹp và được giá nhất. Tại nông trường Mộc Châu, đầu ra của mận đa dạng, từ bán lẻ cho khách thập phương, bán buôn cho thương lái, đến kết hợp phân phối tới các hệ thống siêu thị ở nhiều tỉnh thành. Do có quả trong thời gian ngắn và số lượng ít, nên mận trái mùa Mộc Châu thường có giá cao hơn từ 2 đến 3 lần mận chính vụ. Mỗi vụ, người nông dân trồng mận có thể thu được từ vài chục triệu đồng lên đến cả tỷ đồng từ mận trái mùa. Giá trái mùa giao buôn tại vườn hiện vào khoảng 75 đến 90 ngàn đồng một kg, còn giá bán lẻ từ 100 đến 200 ngàn đồng một kg. Theo nhiều chủ vườn, năm nay thời tiết khá thuận lợi giúp cho cây phát triển nhanh và sai quả khi lượng mưa đều, độ ẩm tốt. Tuy vậy, những trận mưa đá đầu tháng 3 âm lịch sắp tới cũng khiến cho người dân lo lắng. Một trận mưa đá có thể khiến họ mất trắng cả một vụ. Những năm gần đây, người dân trồng mận tại Mộc Châu dùng lưới căng phủ cả vườn. Nếu căng lưới đúng cách, có thể giúp giảm thiểu đến 80% thiệt hại. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý liên quan đến dịch bệnh. Úc cam kết viện trợ 13,7 triệu liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Sáng nay, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết thông tin này. Các loại vaccine COVID-19 mà chính phủ Úc cam kết viện trợ để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là vaccine Pfizer và Moderna. Hiện chương trình tiêm chủng mở rộng đang phối hợp với Đại sứ quán Úc để đưa vaccine về Việt Nam trong tuần tới. Đồng Nai giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng. Hôm nay, tỉnh Đồng Nai cho biết bệnh viện dã chiến số 11 để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại ấp 2 xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đã có quyết định giải thể, trả lại nhà xưởng cho trang trại chăn nuôi gà, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là bệnh viện dã chiến cuối cùng ở Đồng Nai chính thức giải thể sau hơn 6 tháng hoạt động. Trước đó, tháng 9 năm 2021, Bệnh viện dã chiến số 11 được thành lập với quy mô 2.500 đến 3.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn cao điểm, được cải tạo từ trang trại gà của công ty chăn nuôi Hồng Gấm rộng 48.500m². Cơ sở chăn nuôi này tuy đã hoàn thiện nhưng chưa sử dụng. Dù đã giải thể 11 bệnh viện dã chiến, nhưng tỉnh này vẫn đang duy trì hoạt động 9 khu cách ly với tổng số 1.320 giường cho các ca nhiễm không đủ điều kiện cách ly tại nhà, 234 trạm y tế lưu động tại 11 trên 11 huyện, thành phố. Tính từ đợt dịch thứ tư đến sáng ngày 27 tháng 3, tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng cộng hơn 404.000 ca nhiễm. Và tin trong nước tối nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị tối cuối tuần thư giãn và ấm áp. Và tiếp tục đón xem tin thế giới tối nay trong video tiếp theo quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.